6 phụ kiện săn bắt. Xin chào toàn thể các bác. Đây là đèn chìa vôi nha các bác nhé. Đây, thực ra chìa vôi nó có hai loại, một loại trắng, một loại vàng. Hôm nay bắt chủ yếu toàn được loại vàng thôi. Dùng túi này các bạn, túi này chắc tầm hơn 100. Các bác nào chơi món này hoặc cần chơi món này thích thì liên hệ em nhé, em tư vấn miễn phí, nhiệt tình cho các bác. Đây còn chìa vôi trắng này, đây còn chìa vôi vàng trắng đây. Đánh bọn này rất chi là dễ rồi các bạn, mà lại được nhiều hiệu quả. Mai em sẽ làm trực tiếp ở lưới cho các bác xem cách đánh con chìa vôi này. Thì thực ra lần trước em cũng giới thiệu cho các bác rồi, cách đánh thì nó rất dễ thôi, không có gì khó cả. Anh em không cần phải phụ thuộc vào phai tiếng nhiều quá đâu. Thực ra cái này bọn em cũng không cần phai tiếng, đánh không cần tiếng luôn. Đấy, bác nào chơi món triển triện này, bây giờ đang về nhiều chơi món triển triện này liên hệ em nhá. Em cung cấp lưới, loa điều khiển, hồng, bẫy, chim, các vân vân đủ thứ nhá. Xin chào các bác nhá, hẹn các bác video lần sau.